Công ty Ooredoo của Qatar đầu tư tại Miến Điện, tin từ Yangon. Trong ngày thứ Bảy, công ty Ooredoo của Qatar bắt đầu thiết lập một hệ thống điện thoại tại Miến Điện, là một trong những nước ít liên lạc điện thoại nhất trên thế giới. Công ty Telenor Group của Na Uy cũng được cấp giấy phép hoạt động. Tổng giám đốc Ross Colbert của Ooredoo Miến Điện nói rằng Miến Điện đã tạo một tiến trình cạnh tranh chưa từng có trong ngành điện thoại. Trên 90 công ty đã nộp đơn để đầu tư vào ngành điện thoại tại Miến Điện. Công ty cung cấp điện thoại duy nhất ở Miến Điện hiện giờ là Sở Bưu điện và Điện thoại do chính phủ điều hành. Trong tháng trước, Sở Bưu điện và Điện thoại Miến Điện thông báo hợp doanh với hai công ty Nhật là KDDI và Sumitomo. Công ty KDDI cho biết sẽ đầu tư 2 tỷ Mỹ Kim để mở rộng và nâng cao hoạt động của hệ thống đang có. Ông Comac cho biết khởi đầu, Ooredoo sẽ cung cấp dịch vụ tại 3 thành phố lớn là Yangon, Mandalay và Naypyitaw. Trong vòng thời gian 5 năm, có thể phục vụ cho 97% dân số Miến Điện. Các cửa tiệm bán điện thoại cầm tay đã lôi cuốn đông đảo người thích thú. Chủ của một cửa tiệm bán điện thoại cầm tay nói rằng SIM card của Ooredoo rất rẻ, nhiều người sẽ có cơ hội được dùng điện thoại cầm tay. Ooredoo đang lạc quan nhưng có thể sẽ gặp khó khăn ở Miến Điện. Các nhà sư Miến Điện kỳ thị Hồi giáo có thể kêu gọi Phật tử tẩy chay vì Qatar là quốc gia Hồi giáo. Phật giáo chiếm đa số ở Miến Điện đã kỳ thị người Hồi giáo chỉ chiếm 5% dân số. Các vụ bạo động chống Hồi giáo trong 2 năm qua đã làm ít nhất 200 người chết.